Hello, xin chào mọi người. Welcome back to It's Brian's World. Ngày hôm nay thêm là một ngày vui, yeah. Với lại mình nha, chiếc xe của mình rồi mọi người. Trời ơi, cực kỳ vui. Chiếc xe Audi này hay lắm mọi người. Mà bây giờ mình sẽ đi ra phi trường đón một người chị của mình tên là Julia. Mình sẽ tới đón chị, xong rồi mình sẽ đi với lại chị một cái giống như dự kiện ở bên Houston, Texas này. Xong rồi mình sẽ mang mọi người theo. Tại vì cái dự kiện này cũng là gọi là một cái dự kiện khá là thú vị. Tại vì nó connect, nếu mà ai mà muốn làm mà giống như business làm ăn rồi ấy, mình sẽ đi một cái biggest event giống như import export của Việt Nam của mình ở bên Houston ngày hôm nay. Thì mình sẽ mang mọi người theo để coi khám phá Houston như thế nào. Với lại mình sẽ đi chơi, vui chơi ở đâu, ok. Mà trước khi mình đi, mình lúc nào nhắc nhở mọi người, please hit that like, share, subscribe. And mình sẽ đi bây giờ. Let's go. Thiệt á mọi người, không bao giờ chán nhìn thấy chiếc xe này á. Xe đẹp thiệt, thép thép. Mình sẽ chia sẻ sơ sơ với lại mọi người nha. Chiếc xe này á, chỉ có cái là mình đi á, nó hơi gọi là không có phải là gọi thoải mái lắm nè. Nó có cái ghế mà giống như bucket chair. Thì mình ngồi là ngồi vậy, nó chỉ đi lên đi xuống thôi. Ôi giời, mà vô da á. Rồi, đây để Brian vô coi nè, cho mọi người xem. Trời ơi, đó. Kiểu nó là như vậy đâu mọi người. Trời ơi, nó kiểu nó nhỏ, nó không phải là gọi là lớn lao. Bây giờ cái người Brian á, nó đi ra đi vô nó hơi mệt chút xíu. Mà cái nổ máy á, nào mọi người nghe, lắng nghe nha. Ôi giời, cái tiếng mà V10 á, cho cái engine ngay phía sau của Brian nghe đây nè, nó gọi là nghe đã lỗ tai. Chỉ có cái là chiếc xe này nó chỉ không có phải là gọi là để cho comfort. Nó thiệt, nó để cho giống như là kiểu là đua cảm giác mình, đúng rồi, thì nó là siêu xe mà. Thì cảm giác mình giống như là Iron Man. Thôi, bây giờ mình phải đi ra phi trường đón. Không rồi, mình trễ rồi. Let's go. Ngày hôm qua thì có Brian không quay thôi. Mà gia đình Brian ở bên này, phía bên Houston này. Trời ơi, họ hát karaoke tới mấy sáng luôn. Lâu quá mình không có làm như vậy. Bởi vì ngày hôm nay mình hơi kiểu là phê. Ok thôi, đi nha. Cho mọi người nghe nha, tiếng này xe là ố rồi. Có nghe nào không? Ryan khoái nhỉ? Oh, actually no. Mình lộn. Ryan cho mọi người nghe cái tiếng lúc mà cái máy nó đi xuống nè. Đó, nó rô ra đó. Đó, nghe không? Trời ơi, nó đi. Bây giờ mình phải đi tìm một ly cà phê mọi người. Ly cà phê cái xong rồi mình mới lái nha. Trời ơi, buồn. Gọi là không phải buồn ngủ mà thiệt buồn ngủ. Ngày hôm mấy ngày nay trời ơi, mình đâu ngủ được đâu. Lái qua đi qua Houston á mọi người, trời ơi, mình đi lúc mà 3 giờ sáng bên phía bên kia. Trời ơi, nó cực kỳ mệt luôn. Tại vì bên New York mình đâu được ngủ mấy đâu. Lúc mà thời gian mà mình đi qua Houston á, mình ngủ cố gắng ngủ, gọi là cố gắng ngủ lúc mà 12 giờ tối bên bên New York. Mà qua bên đây là gọi là thức luôn đó. Không có đi không có đi ngủ gì đó. Bên đây vừa tới là trời ơi, là gọi là tóc bi tối đa luôn. Mình đi khám phá bên Houston, đi búa sùa luôn nguyên ngày. Có mọi người thấy không? Nguyên ngày, xong rồi gọi là xong rồi về nhà rồi đi ăn uống gia đình rồi. Là gọi là Brian thức là từ đó tới, tại vì ngày hôm qua không đi ngủ tới 2 giờ sáng là thôi mình phải đi lấy ly cà phê này mới được. Nên là có cái Starbucks ngay gần nhà của cousin Ryan đó. Bây giờ mình đi vô lấy ly Starbucks. Giờ đây cho Mai mình sẽ cho mọi người xem. Hi, how are you? Mình đã order trước rồi. Good, how are you? I'm good, thank you. All right. Ok, mọi người, mình lấy được ly Starbucks mình vô. Nè, cái ly này á mọi người, mình pha chế, mình cố gắng pha chế giống như chàng Việt Nam luôn. Cái này á mình gọi là mình làm một chút xíu chế tạo mà nó dễ lắm. Nó là giống như triple shot espresso. Xong rồi mình để một cái mà gọi là vanilla whipped cream ở bên trên với lại high pump giống như regular sugar. Thì mọi người mà thử đi. Nó Brian làm cái này á, xong rồi nó cho mình cái ly venti, mình để vô ly venti. Nó giống vậy. Ok.
Thôi mình đi, let's go. Đó, đi 40 mấy phút lận mọi người. Đi lái tới airport bên đây hơi xa không? Quá xa. Mình đón chị Huynh lên rồi nè, đó người chị của mình đó. Bây giờ mình sẽ đi quậy Houston hả chị không? Ok mọi người, bây giờ mình đã tới cái chỗ Convention Center. Cái này là George, nó gọi là George R. Brown gì đó. Mình sẽ đi coi coi cái VBI nó như thế nào nha. Dạ. Giờ ngay đây mọi người, cái này là cái kiểu là downtown của bên Houston nè. Ngày hôm nay thì mình sẽ đi với lại chị Hương vô cái convention này. Đó, bự chưa? Ở bên ngoài đó. Rồi mình đi vô. Bây giờ mình đang hơi lạc lối không biết chỗ nào thì mình đang tìm đường cửa đi vô. Ok mọi người ơi, mình đã tới convention ngay đây rồi nè. Ok, để coi coi trong đây có gì để cho mình khám phá nha. Ồ, mình được quà nè mọi người, tới đây được quà nè, đó, lấy túi coi. Ok, let's go. Chào mọi người, đó, cái này là cái convention ngày hôm nay ngay đây nè. Construction company, and now I do various things, investment and particularly coffee. Tổ chức VBI là một tổ chức doanh nghiệp nối kết toàn cầu. Chị luôn luôn là một người hỗ trợ và giúp đỡ cho thứ tư xây dựng nền tảng giúp cộng đồng doanh nghiệp phát triển. Nhiệm vụ để mà đưa tập đoàn phát triển và đặc biệt là đưa những cái dấu ấn tại VBI Global Expo. Director Asia Australia and Oceania, Greater Houston Partnership. Đại học Kinh doanh Tài chính Đại học Houston. Tiến sĩ Pham Lu là giáo sư đạt giải xuất sắc về khoa học quyết định. Người chị Nguyễn Cà Phi Duyên bên kia kìa đang trường hội. Ô mọi người ơi, ở đây cũng vui chơi thế mà lúc nãy mình gặp được chị Nguyễn Cà Phi Duyên là anh trường hội cũng hay, ảnh cũng vui vẻ lắm, tính vui vẻ, khá vui vẻ. Với lại chị Nguyễn Cà Phi Duyên cũng quá là gọi là cao ráo, nhìn thấy mình lần đầu tiên nhìn thấy người idol kiểu giống như bên Mỹ này, bên đó, đó, mình vui lắm. Ok, mình tiếp tục khám phá nha mọi người. Mọi người thấy không, quá trời business ở đây nè. Nhiều giống như mặt hàng đồ gì đó mở mang ở trong đây. Thì mình sẽ đi ngoại giao. Lại cố gắng quay tiếp tục cho mọi người xem nha. Ồ, nè, bên đây bán trà nè. Bây giờ lên đây là anh chị họ nè. Đó mọi người, bên đây là mì nếp lươn hả? Vâng, sản phẩm để lươn. Wow, thợ mì lươn. Anh dùng thử không? Dạ được, để em thử. Bỏ món ăn đặc sản miền đấy cho nên em làm mì lươn. Làm mì lươn, ok. Em mời anh thử. Dạ, ok. Để làm đặt xuống. Đấy. Dạ. Chào mọi người nè, mình sẽ thử coi sản phẩm nếp ở bên phía Việt Nam về lươn. Giống như nè, ok. Có ngon quá. Cái này giống như là phở mà cái bánh phở nó dày dày mà nó giống như là bánh cuốn kiểu vậy mà. Ngon, cực kỳ ngon mà cái mùi vị nó đậm đà. Wow. Ba anh tưởng là lươn nó hơi tanh đó mà cái này thật sự không có tanh, không có mùi gì tanh này. Còn ngon lắm.
Ok. Hay. Rồi. Mà nấu là mình chỉ bỏ ra mình nấu thì thôi, mình có đầy đủ gia vị thôi này cả. Ồ. Nó có bánh ăn đi kèm. Dạ mà cái đó là đi theo cái bánh như vậy luôn. Vâng. Đó. Này ăn luôn. Đây. Dạ. Có rất là nhiều thì cho thử rồi cho mua. Mua rồi ăn lưng lạc đây. Mua lại cho Tân Bình ấy. Ờ bán nhiều lắm. Ồ, oh, quán là bán chợ Tân Bình. Yeah. Wow, dưới thử đi. Ồ, còn bên đây là bán các loại tương sauce nè mọi người. Đó, đây coi. Bây giờ mình đang thử cái product bên đây mà bên đây cũng có Korea nè mọi người. Ok. Đây, dạ, yeah, thank you. Jasmine and nè. Ginseng. Yeah, ginseng. Về 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 kiểu là giống như bổ lưỡng sống dai được không? Giống như ngày xưa đúng không? Ok. Wow. Cái mùi ginger nó potent. Wow, that is strong. Cái này giống như là sắc cái là giống như có power liền. Tụi mình ngày hôm nay quậy quá trời luôn nè mọi người. Giờ ngày hôm nay đi ăn búa xua lấy đồ người ta ăn không à. Cái gì nha chứ. Đây bên đây là cà phê. Đó. Hay quá nha. Thôi chị Hương thử đi, chị Hương uống ghé coi cho em coi cảm giác như em sao. Hả? Được không? Ok, mình để thử cà phê nè, đây coi chị Hương mình có phải là giả bộ hay là không á. Đây nè, mày hửi trước coi. Mùi cà phê thì đậm đà lắm. Mùi đó cũng kiểu là giống như là cái cà phê mà pha mà giống như Việt Nam cà phê mà 3-in-1 hay là cái cà phê mà gọi là gì, cà phê nguyên hay là gì đó kiểu mà ngon đậm đà lắm. Chỉ có cái hơi ngọt cho bay là ngon. Còn cái này là bên đây là anh này là về nè các liệu về xây dựng nhà cửa. Bên đây là đối Brian thì Brian thích xây liệu nhà cửa nhiều lắm. Mấy gạch nè, nó các loại vinyl. Vinyl đây coi, vinyl này nó như thế nào. Công nghệ cũ, vinyl ngày xưa. À, cũ ngày xưa. Ngày xưa còn đây là còn cái mới đâu. À, là ngay đây, đẹp quá ha. Ngày xưa họ làm bằng bột gỗ. Dạ. Và họ dùng keo polymer. À, bây giờ làm bằng bột đá. Nó chắc hơn. Đúng rồi ha. À. Nó chống ẩm, không bị. Đó. Dạ, đó. Hay chưa? Công nghệ mới bây giờ đây ạ. Có nhiều màu không hay là mình nhiều có lắm anh à. Em có rất nhiều màu. Nhiều màu lắm hả? Không thể mang hết đi được. À đúng rồi, sao nặng quá mà nhiều màu đó rồi. Quá trời luôn. Anh xem này, rất nhiều màu. Đây là anh Trung nè, anh Trung làm về mấy cái mà kiểu là YouTuber là. Dạ, em là YouTuber. Dạ dạ. Còn mấy cái đá này là cực kỳ đẹp. Trung nói là về Việt Nam sẽ mời mình đi nè đó. Mà được hay đó, mà wholesale cái này hay. Ok mọi người, cái này là nước mắm không có service nha. 102. Thôi mọi người thấy không? 102. Nước mắm. Nè, chị Hương mình là chị Suy Sì bên đây là làm về đó. Bên này nước mắm nha mọi người. Với lại chả cá luôn. Wow mọi người, bên đây mình Việt Nam mình có ra đồ chơi nè. Cạnh tranh bên nước Mỹ này luôn. Hay quá chưa? Trời ơi. Nè, lồng đèn á, dễ thương chưa nè. Mấy đứa nhỏ chắc khoái lắm nè, lồng đèn nè. Quá đẹp luôn. Hay nha. Đồ chơi chắc mình phải lấy làm sao cho mấy đứa nhỏ nè. Hay gọi là Looney Toys à. Wow. Mình đang ở chỗ mặt hàng ở đây mọi người nè. Đó. Chị CEO ở đây. À, đó, mình sẽ thử coi cái mặt hàng bên đây nè mọi người. À. Đây mình quay lại nha, đồ chơi rồi ấy, rồi chị bán mà. Thế là hay lắm mà đó. Đẹp chưa? Dạ. Trời ơi, ngon chưa? Được. Ngon lắm. Wow. Đó, chị Hương mình thử nè. Nhìn ở đây. Wow. Mà chỉ bán nguyên cái mặt hàng ở bên đây. Mai mốt mà mọi người thấy không?
Nếu mà muốn order gì á, đi qua Brian nha. Bây giờ Brian đang xin việc làm đó mọi người. Brian qua bên Houston, Brian đang xin việc làm bên đây hiểu không? Đó mà muốn mình sẽ mở đó. Rồi cái này là mặt hàng Richie sản xuất Việt Nam luôn. Mà mọi người thấy chưa? Hình khối đẹp chưa? Nè bánh nè. Sao mà nhìn chưa? Đẹp quá nha. Sản phẩm này là bên em đang xuất khẩu Hàn Quốc và Nhật Bản. À, Hàn Quốc và Nhật Bản luôn. Wow. Thấy chưa mọi người? Hay chưa? Việt Nam mình phát triển nha. Mọi người thấy chưa? Bây giờ mình sẽ thử cái bánh này nha. Bóc vô nè. Trời ơi, anh dễ thương quá. Người làm việc ở đây quá. Việt Nam mình làm việc dễ thương lắm. Mọi người thấy không? Chia nha. Trông gì nhìn bánh. Ôi ngon quá mọi người. Ngon, ngon tuyệt mà. Phải bóc đêm gái mình đang nữa. Chắc hồi mình hốt nguyên cái này về. Ngon, ngon quá. Nó nhỏ mà nó giống như là cái mùi vị đó. Mình nhai chút xíu là nó lúc đó nó mới tỏa ra trong miệng. Trời, trong miệng mình đó. Nhỏ, cái này là nhỏ mà có chiêu á. Trời, cái bánh nó đâu phải là lớn lao mà nhìn ha. Nè. Mà ăn cực kỳ ngon. Chết rồi. Bác sĩ kêu đầy chết đến nè cô. Xin lỗi bác sĩ nha. Mình phải hẹn nhau lại. Đây bác sĩ ơi. Ngon ngon người nữa. Ngon ngon. Vui vui. Lại mình chưa bay Việt Nam Airlines. Mình phải thử coi cái bánh Việt Nam Airlines nha. Cái này ở trên Việt Nam Airlines nha mọi người. Đây mở ra mình ăn thử luôn. Rồi bánh Richie này cũng khá là ngon nha. Nè đó cái bánh đưa ra như này nè. Đó. Nó vừa mỏng mà vừa nhìn thấy đẹp đẽ quá. Mình để vô mấy mồm mình coi. Ngon á. Nó không dở đâu. Cái này thiệt xin lỗi bác sĩ quá. Cái này ơi mình ra mình đai anh nổi. Ngon. Rồi bây giờ ăn cái này đủ rồi, ăn nguyên bịch thôi. Nè cái này một ngày cái này được. Xin lỗi vợ nha. Mình phải tiếp tục thôi. Ngon thiệt nhau. Cái trà được dạ. Không ta, xong rồi mọi người thử ha. Được rồi, cái này là trà sen. Nè mọi người thấy chưa? Đó. Nó đổ ở đây. Từ nãy giờ Brian đi á là ăn uống rồi thả ga luôn ở đây nha. Khỏi đi ra ngoài ăn luôn rồi đó. Quỳ hay là làm sao? Ngồi hạt dược không? Ok. Đó. Ok trà. Vít 50. Biết rồi. Thiếu riêng cũng phải đi qua lại biết rồi. Mình sẽ thử nè. Ngon chưa? Chưa biết. Mà thấy thơm á. Trà sen. Dạ nóng nè. Rồi để mình thử nha. Có mùi ngọt ngọt như thế nào mà cái hoa đúng nó gợi mà cũng đã. Cái trà này là trà này cái hoa sen là ở Đồng Tháp. Dạ, đông trùng hạ thảo mình được 10 cây từ năm sen tiên sen. Dạ, và có sen quý thì là trên núi của Sơn La. Dạ, cho nên mình phải tự hào là mình đất nước Việt Nam mình có thời tiết khí hậu và vùng đất có thể trồng ra những sản vật như thế này rất là đặc biệt. Quá sợ. Sợ quá, mình đang học hỏi, mình nói lưu lát về thiệt mà, thiệt. Bây giờ mình mở mang nhiều lắm phải không? Bây giờ qua anh đây mình học hỏi là Việt Nam mình có gọi là các loại gọi là nông sản bên phía Việt Nam của mình. Thực vật thảo dược bên mình rất là tốt. Đất mình là có đất núi lửa. Bởi vậy mình đâu có xưa giống như là bên Trung Quốc ấy không? Thấy không? Người ủng hộ nha. Cảm ơn. Cái này là cái mặt hàng của chị Nguyễn Cao Kỳ Duyên nè mọi người. Nè, collagen của cà phê với lại mấy cái mặt hàng slim nè. Đó, cái này nè, ultra white luôn. Còn ai đang ngồi đó là chị Nguyễn Cao Kỳ Duyên nè, đó, đang ngồi trong đó.
cà phê này có thêm collagen không? À, về collagen này là cho đẹp nữa, cho đẹp da, đẹp da đầu nhất cho phong tim. Wow, chị Yinka Kizin, hello chào chị. Đây mình bây giờ mình phải thử cái cà phê coi của chị như thế nào nha. Ok, rồi chị Hương thử đi nè. Dạ, yeah, thank you anh. Rồi, nếu giờ chia chị Hương giờ thử đi. Sao Hương cảm giác như sao hả? Trẻ mấy chục tuổi. Rồi, giờ đây mình thử coi. Thơm. Cái mùi vị thì là cà phê nặng, trong đó có mùi ngọt, ngọt, ngọt mà. Dạ, yeah, cà phê được. Bây giờ mình đẹp trẻ trung nhiều hơn rồi đó. Thấy không mọi người, thấy không? Rồi uống đi vô là thấy rồi đó. Đó, chị Nguyễn Cao Kỳ Duyên, cà phê collagen. Những cái gì cho em hỏi mấy mặt hàng này bây giờ sao người ta mua được, hay là chỗ nào, hay là mình đại lý, đại lý nè, ở như Houston là chợ Hồng Kông, Việt Hoa, Thăng Thương. Ok, trên mạng, trên mạng số 1800 order. Ok, 1800 order được. Kỳ Dương House cũng bán được. Rồi cái này cà phê này quá là ngon rồi, đúng, vừa ngon mà vừa đẹp nữa đó. Cái đó tại hết luôn. Uống này vừa tỉnh giấc mà vừa đẹp nữa, trời ơi, còn cái gì nói nữa. Tiếp tục thôi, có sung sức đi nữa. Đó, gặp chị Hương mình mới mua túi nè, túi này đẹp chưa, công đức họ cũng gọi là sắc sảo không. Đó, chỉ là người chủ ở đây nè, hay là chỉ làm mấy cái mẫu mà jewelry đồ bên đây luôn. Đó. Wow. It's also this. You see all the fine holes right here? Yeah. Yeah. Those is like no one else. It's only us. It's mainly made for collagen coffee. Chào mọi người, bây giờ mình đang thử la cà phê nè. Cái này là đặc biệt là giống như là cà phê họ tự họ làm, cái gì cũng là handmade, với lại nhập cảng bên Đà Lạt, cà phê từ Đà Lạt là thấy không? Đẹp chưa? Cà phê Việt Nam của mình đó. Bây giờ qua đây mình học hỏi nhiều quá ha. Với lại cái phương cà phê đẹp chưa nè. Cái này là đều là handmade nè, mọi người thấy không? Đẹp quá ha. Đó, xong rồi cái này cũng vậy nữa. Đó, Việt Nam mình bây giờ là gọi là hay chưa? Cái này á, họ nói là mấy cái này là làm hố từng cái, không phải là để vô máy mà làm đâu. Trời ơi, hay chưa? Quá giỏi, quá giỏi. Bây giờ mình phải thử coi cà phê La Việt này như thế nào nha. À, mấy chị ở đây nè. Rồi mọi người ơi, bây giờ mình sẽ uống cà phê La Việt. Và thơm á, từ Đà Lạt ha. Đứng ra chưa? Thơm mùi gì cà phê. Có một chút xíu ngọt ngọt ở trong cái gì đắng đắng rồi không? Wow. Tỉnh giấc rồi đó. Một ly này vừa sáng sớm là chắc đủ rồi. Ok, let's go. Ai sao giống như mình quen quá vậy? Cái này hình nhớ là đúng rồi, Henny nè. Dạ. Nè anh này thì anh làm về tóc nè, trời ơi tóc giả mà giống như thiệt. Tóc giả thiệt chứ Huỳnh. Đó. Hay không? Oh man, mọi người mình mới ra cái BBI bên đây bên Houston ngày hôm nay, mình quen quá trời người, giống như là người thành công mà người giống như là mở mang Việt Nam mình bên phía Mỹ này thì khá là hay. Thì bây giờ mình đói bụng rồi. Một ngày cũng khá là một ngày lâu dài, trong đó mà mình quen được nhiều người như vậy mình cũng mừng. Thì bây giờ mình sẽ đi tìm gì mà khám phá bên Houston nữa nha. Let's go. Hello.
chào mọi người, welcome back to It's Brian's World. Ngày hôm nay thế là một ngày đẹp đẽ bên Houston, Texas. Ngày hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi khám phá, đi mua nhà với lại Brian bên Houston nó như thế nào. Thì ngày hôm nay mình sẽ đi coi mấy căn mà biệt thự, xong rồi mình sẽ đi qua coi mấy căn mà nếu mà kinh doanh được thì mình sẽ chia sẻ lại mọi người coi. Thì ngày hôm nay cố ý là mình sẽ đi coi, maybe mình chốt được căn nào bên Houston mình sẽ ở lại Houston, mà nếu không thì không biết. Mà tiếng của Brian bây giờ là bể luôn rồi, mấy ngày nay la giết đồ nhiều quá, bây giờ là bể tiếng rồi mọi người, sorry nha. Mà ngày hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi khám phá mua nhà bên Houston, let's go. Mọi người coi cái hotel này nè, sơ sơ Brian cho mọi người xem. Wow, cái Marriott ở đây đẹp quá nha. Cái này là Marriott Downtown. Cổ chị của mình, chị Hương mình ở ngay đây. Mình không có đủ khả năng bởi vậy mình không ở đây nè. Nói giỡn. Cái này thì tại vì mình ở chỗ gia đình, còn cái chỗ này nó gần cái chỗ mà ngày hôm qua mình đi, cái chỗ mà VBI á, thì chị Hương ở ngay đây. Trong đây cũng khá là đẹp mọi người nè. Trong đây đẹp chưa? Cái lobby của nó bự ơi bự luôn. Đó, chị của mình đang đi kìa. Ồ, chị của mình kìa. Đó, chị của mình kìa. Chị Hương đó. Ồ, mình ghé mua ly cà phê luôn mọi người. Ồ. Ồ, mình phải uống ly cà phê tại bây giờ phải tỉnh giấc chút xíu. Giờ mình phải chờ người chị của mình đi vô lấy. Mà bây giờ mình I would have the reason nè. I was going to Coachella before she asked me to perform. Mình phải đi bán hàng đó mọi người để sinh sống bên Houston để mua nhà bây giờ. Let's go. Người chị của mình nè, trời đó. Yo mọi người ơi, mình tới rồi. Rồi, real estate của mình ngay đây nè mọi người. Lian, rồi ai mà muốn qua mua nhà Houston phải gọi Lian nha. Good to see you. Good to see you. Ok. Nhà này là nhà một family. Mấy phòng ngủ vậy Lian? 6 phòng ngủ. Ngay khu vực này là gọi là khu vực gì? Bel Air. Ở khu vực này gọi là Bel Air nè mọi người. Bel Air. Ở trong đây, wow, mấy nhà trong đây cũng khá là đẹp đẽ. Đây, quay lại cho mọi người xem nha. Nè đó, mấy nhà khu vực ở đây nè. Man, nice, but right next to the highway, hả? Huh? Ok, đi vô. Vô ngay đây là hai chỗ đậu chiếc xe. Thôi mình vô nhà coi mình coi cái nhà này như thế nào nha. Dạ. Lian sẽ dẫn mình đi. Công ty hơi nhỏ hơn. Ok, Lian sẽ cho mình coi. For so long, there is no HOA. Oh wow! So that's why you come over here. Yeah. This one is a new build. It's new my homebound. Good. Nè, cái này đẹp nè. Đẹp nè. Đó, vô bước vô là như vậy nè mọi người. Đó, vô có phòng ngay đây làm việc. Giờ phòng ở đây là phòng làm việc. 463.000. Nhà này là nó lại coi Lian. 1.463.000. Chỉ có 1.500.000 thôi. Round up thấy không? But Houston's different, not... Mình sẽ thua cái này. Lian sẽ dẫn mình đi nha. Ồ, trước tiên cái này đẹp mà nè nha. Cái này phòng ăn nè chị Hương. Thế này rồi. 4.900 square feet. Yeah, you and I got primary living, dining, garage, garage, office and one bedroom right here. Vậy cái nhà này thuộc lại giống như là duplex hai tầng lầu. Like go upstairs là bedroom. Yeah. Ở dưới đây là giống như là ăn chơi mọi người mà. Yeah. Brian mua xong mọi người qua chơi nha. Bây giờ để coi cái nhà này có phải cho mình không nha. Giờ bên đây là walk-in closet. Wow, walk-in closet cũng khá là lớn nè. Cái phòng này là phòng đầu tiên bên dưới đây. Có bathroom, ensuite bathroom ngay đây luôn. This is like a good guest bedroom. Yeah. Okay, you have the laundry room, okay? Okay. And then you go over here, you have a big closet. Ooh, look at this. And then you'll see it's the master too. Oh, I like this closet. Look, guy, look, Tiffany, baby. Yeah. Okay. Empty. Let me take it home. No questions. Wow, bây giờ cái này là đi qua bên primary. Đó, trời ơi, cái này bathroom nè, mọi người. Ôi giời, đây, bọn anh vô tắm ngay.
Mọi người chờ chút xíu nha, Brian vô tắm ngay. Trời ơi, này quá phim này. Ôi giời, ôi giời. Thôi, còn đá không đã. Ôi, ba chung bên hả? Nè, gòn thơm. Đó, đẹp chưa? À, cái sinh này á, là một người đứng bên đây mà phải đi tú qua bên đây. Trời ơi, mọi người thấy không? Cái này là khỏi cãi lộn nhau, thấy không? Bà đứng bên kia, tôi đứng bên đây, hiểu không? Kiểu vậy đó. Trời ơi, không ai ngó mặt ai, hiểu không? Đừng có dòng dãi. Cái xin không? Cái xin nó tú bên kia. Dạ, mình mà brush teeth hay gì khỏi giống như đụng nhau, hiểu không? Qua bên đây là cũng rồi. Mẹ, hiểu không? Bà là đi vào. Này, cái này là primary bedroom. Cái này là cái nó gọi where the magic happen, không? Wow. Very big, cái này lớn á. Nè mọi người, Brian ngồi xuống đây cho mọi người cảm giác nè, đó. Thấy cái giường không? Lớn chưa? Yeah. Very nice. Rồi, mọi người ơi, thiệt Texas cái gì cũng rộng rãi không? Ai mà bên New York thì khá nhỏ nhẵn chút xíu. Ở bên đây, oh I like this, the kitchen đẹp quá. Yeah, so you see right here, homebound. Yeah. Homebound, that's the builder. Homebound. Oh, homebound build cái này nè, mọi người thấy không? Homebound này nó, ok. Nó sẽ build nhà Brian đó, kiểu vậy đó. Yeah. Đẹp chưa? Còn bên đây là ăn nè. Chỗ phòng ăn. Cái kitchen thì khá là rộng rãi ha. Cái island ngay giữa. Đó. Brian khoái cái hút mà kiểu giống vậy đó. Kiểu mà đi, với lại cái này là cái giống như là very nice cái mà gọi là giống như là stainless steel mà của mà chef style á. Trời, nấu này cực kỳ đã. Với lại cái hồ cái này để chiên trứng rồi vậy nè. Đó. Giống như hibachi á. Dạ. Cái lưới. Oh yeah, get out mosquitoes. Look, I came to Houston, I got like how many mosquito bites already nè mọi người. Trời ơi, mũi chích nào, biết bao nhiêu luôn á. It's very humid here. We have a lot of mosquitoes. Oh yeah. Yeah. Mà cái backyard hơi ủng ha mọi người. Nó cỡ size như vậy nè. Chưa bơi được, chưa làm được hồ bơi. I think we could fit a pool though. Yeah. Okay mọi người. Ở trong đây á, mình coi mình để con ngựa hay là con bò, thấy không? Bên đây là để con ngựa nè. Xong bên đây để con bò, xe con bò bên đây. Xe ngựa bên đây, vừa đó, hai chiếc. Four bedroom, 4 phòng ngủ trên đây mọi người. Do mọi người nghĩ thấy Brian lấy phòng nào đây? Nè, đó, cái phòng này là một phòng bên đây. Phòng này cũng khá lớn nè, wow. Này giống như là cái cửa này là gọi là kiểu Pháp á. Double door. Giờ đi qua bên đây coi cái phòng bên đây coi. Rồi nè. Mà trên đây cái lầu á mọi người nhìn nè. Ngó xuống đẹp chưa? Đó. Rồi qua bên kia là một cái phòng nữa. Xong qua bên đây. À. Cái này là phòng office kiểu hồi setup bây giờ. Còn một cái phòng ở đây luôn. Xong bên đây là walk-in closet. Yeah. Xong rồi qua bên đây mọi người là cái bathroom nữa. Trên lầu này mấy cái bathroom này Liên? Two and a half. It should be two and a half. Oh, hai bathroom. Hai bathroom giữa. Qua bên đây coi. Nè, cái này là thêm một cái phòng nữa mọi người. Giờ total ở trong đây là 6 phòng ngủ and 5 phòng half bathroom. Oh, ba. What? We got 4 phòng. Wow, 4 phòng với lại 3 phòng rưỡi. 3 phòng rưỡi bathroom trên đây. Vậy yeah, không ai cãi nhau được. Thấy không? Everyone has their own space. Yeah. Giờ là hiểu lý là ai mà có con cái không bao giờ gặp mặt con nữa đâu. Nào đó mà ở trong phòng đó. Nè đó, nè. Thế wow, mấy cái phòng này cũng khá là lớn ha. Đúng là Texas ha. Đó mọi người đây. Thêm một cái phòng bên đây. Xong rồi bên đây cũng là cái này là closet. Đó. Rồi. Cái này là nhà đầu tiên nha. Để mọi người coi lựa chọn cái nào. Cái này cũng double vanity luôn. Xong rồi cái đó là top bathroom. Giờ cái này là cái nhà đầu tiên. Mình sẽ chia sẻ mọi người sau khi cái video mình sẽ chốt cái nào hay cho mọi người xem hoàn toàn.
lựa chọn cái nào. Mà nếu không mình mọi người nói Ryan, mọi người suy nghĩ cái nhà này như thế nào, đẹp không hay là ưng không, thì 6 phòng ngủ, 5.5 bathroom mà giá trị là cỡ khoảng 1.5 triệu, 1.4 triệu bao nhiêu đó, mà 1.5 triệu đi. Bây giờ mình sẽ xong cái này qua cái kia nữa. Rồi mình đi khỏi cái nhà này, bây giờ nhà màu trắng, xong mình đi qua cái nhà gần đây luôn. Let's go. Bây giờ mọi người mình đang tới nhà thứ hai ngay đây. Đó. Giờ vô coi nhà thứ hai. Welcome home mọi người. Bên đây vô là cái phòng này giống như là phòng lounge area ngay đây. Xong rồi bên đây là dining liền. Đó, cái chỗ dining area. Xong bên đây là cái cầu thang đi lên nè. Giờ mình vô mình hỏi Lian, Lian cái nhà này là giá trị bao nhiêu? Rồi nó bự quá không thấy Lian đâu luôn. 1.250.000. Nhà này nhà kia mọi người thấy làm sao? Cái kia là 1.425.000 đi. Còn cái nhà này là cỡ 1.25 triệu. Nè. Mình sẽ làm một cái bureau cho mọi người xem cái nhà này như thế nào. Let's go. Mọi người mình mới ra tour của cái nhà này khá là đẹp. Mà bây giờ trong hai lựa chọn mọi người thích cái nhà nào, cái nhà màu xám bên đây hay là cái nhà màu trắng lúc nãy mình đi, chắc đối Brian á, Brian phải lựa chọn á, cái giá nó hơi cao hơn cái nhà này thì là 1.250.000, còn kia là 1.000.000 cỡ khoảng 1.5 triệu, 1.4 triệu bao nhiêu đó, mà Brian chịu trả giá 1.4 triệu mấy đi, cái đó nhà đó nó đẹp hơn nếu mà lựa chọn. Mà bây giờ mình sẽ tiếp tục khám phá. Bây giờ mình sẽ đi qua cái chỗ mà nhà để cho mình kinh doanh thì nó sẽ không có giống như vậy. Ngày cái này á, nhà để cho mình ở. Quên, sorry. Cái nhà tới là để cái nhà để cho mình ở nha. Nó giỡn rồi. Cái nhà đó là mình đi kinh doanh, bây giờ mình đi qua đó. Mà nếu mình lựa chọn vậy sẽ lấy cái nhà màu trắng. Nhà đó nhìn đẹp hơn. Mà comment dưới cho mọi người biết mọi người thích không. Ok mọi người, bây giờ mình đi qua nhà bên kia. Let's go. Do mọi người mình đang một cái khu vực để kinh doanh, nguyên cái dãy này, cái nhà xinh xắn không mọi người, cái nhà kiểu là giống như là gọi là townhouse bên khu vực này, mà anh chưa biết, tí nữa Lian sẽ nói cho mình biết. Mà cái nhà này mà nhìn thấy cũng xinh xắn đó, thì cái giá trị của nó là chắc cỡ khoảng 300.000 hay gì đó thôi. Mà nếu mình cho mướn là cũng cỡ khoảng, Lian nói mình là nếu mà khu vực này cho mướn thì cũng được 2007 hay đâu đó. Very good. Giờ nè, để Lian cho mình vô coi, để Lian mở cửa đã. Đúng không? Rồi mọi người, mình sẽ vô cái căn này nè. Let's go. Lian, look at her, this new, brand new built, hả? Huh? Mm-hmm. Cái này là mới xây luôn đó. Mm-hmm. Vô dưới đây là open kitchen ha. This is a 3-bed, 2.5 bath. Uh-huh. 2,099. Just right below. Wow. Đó mọi người, là cái này là cái này là cái investment property, mà cái khu vực mới mẻ ở đây. Đã, khu vực này gọi là gì? In this area? Highland Heights. Mọi người suy nghĩ mình kinh doanh đây được không ha? Thì Lian nói là cái này là giá tầm là cỡ khoảng có 300.000 à. Mà khu vực này cho mướn cũng được cỡ khoảng tầm là 2.5 triệu hay là gì đó cho một family. Thì Brian nghĩ maybe, để coi thêm tiếp tục nha. Let's go. Đó, chị Hương đang deal nè mọi người, chị Hương deal nè. Trời ơi, chốt liền á.
Hương đang muốn đưa mình đấu giá mình nè. Trời không được nha, chị Hương kỳ dữ nha. Trời ơi. Phải ép giá chị Hương. Hello mọi người. Trời ơi, bây giờ đi từ sáng giờ, bây giờ mình đi ăn gala dinner tối nay. Mà cái tiếng của bây giờ là bể quá rồi. Bây giờ mình đang ngay chỗ khu vực cũng Ba Lê. Mà khu vực tối nay ăn là ngay chỗ Kim Sơn Restaurant. Thì mình sẽ vô đó, mình cố gắng nói chuyện thêm. Mà nếu mà không nói được thì mọi người xin lỗi nha. Let's go. Giờ ngay đây là nhà hàng mọi người, Kim Sơn mà. Rồi mà ngày hôm nay nhìn nè, người ta đang giống như biểu tình hay là như thế nào. Úi giời, cảnh sát quá trời luôn nè. Mọi người chị của mình nè, rồi dữ dội chưa. Giờ mình vô nè mọi người. Rồi chị mình mua kim cương. Tối nay ca sĩ tối nay nè mọi người, Rachel Nguyễn. Đó. Rồi đồ ăn nè. Mọi người thấy đồ ăn chưa? Đồ ăn này chỉ là ăn chơi thôi. Ôi áo gì dậy chưa? Trời quên quay cho mọi người biết cho cái áo dài này nó dài thiệt. Dài tới đây luôn nè mọi người. Rồi, dữ dội chưa? Bây giờ bo. Bây giờ chị tôi kìa, trời ơi, đứng là hai cô người đẹp luôn. Rồi, ba cô bây giờ. Wow, look at this. Met Gala. Quá trời, ồ, có cái bàn ở giữa. Chúng cái đó là này nè, đáy mình.
Hello, xin chào mọi người. Trời, bay bây giờ bể tiếng rồi. Bây giờ mình chỉ nói ngày hôm qua mình recap cái event của ngày hôm qua thì cũng là thú vị lắm. VBI International. Và bây giờ ngày hôm nay mình sẽ bay về lại New York. Ngày hôm nay ngày cuối. Mà Brian phải nói thực sự, nếu mà mọi người muốn giống như là kiểu là làm ăn invest bên đây thì cái cơ hội nó cũng khá là nhiều đó. Thì ai mà muốn làm ăn bên đây thì cứ liên lạc Brian, Brian sẽ cố gắng. Mà chắc là mình sẽ vô đây ăn gái xong ra phi trường thôi. Cái chỗ này là cái chỗ mà bánh cuốn, gọi là bánh cuốn số 2 vậy đó. Bình hoa à, bánh cuốn hoa, bánh cuốn hoa à, nghe là nổi tiếng bên đây. Thì mình vô đây mình ăn xong rồi mình sẽ đi nha mọi người. Let's go. Mà Brian bây giờ nói không được nữa rồi. Chắc chỉ mình vô quay sơ cho mọi người xem. Dạ mọi người thấy không, cái tiệm nè xinh xắn chưa. Nhìn đây nè. Ồ, mình đi qua bên đây là tiệm mới nè. Bên đây có nhiều món nữa, phở, bánh cuốn. Ờ, họ bên bánh cuốn hoa thì là hai cái luôn. Giờ qua bên kia. Tiệm này qua bên đây mới nè. Bên đây có lại phở hoa là chúng lại nhau. Là cái này là Vinh bánh mì. Ở bên đây thì menu nó phong phú hơn nè. Có phở, bún bò Huế, bún bò Huế xương luôn. Wow, ngon nha, order đi, đói bụng quá. À, mọi người, mình bây giờ là, gọi là hết tiếng, mình phải uống soda chanh vô cho nó đỡ chút xíu nè. Chanh đỡ cuốn họng. Chị mời cả nhà. Đây là chú mình, lại cô dì á, dì của mình nè, Winnie nè. Ơi. Và bây giờ mình đang ăn bánh cuốn nè. Mà ở trong đây nó có cái đặc biệt là nè, mọi người thấy không? Bên đây cũng là quế mà trong cái đá, tí nữa lấy thu đá ra cho mọi người xem. Và bánh cuốn ở đây nè. Nè đó, chị của mình ăn một cái tô này dữ dội chưa. Rồi cái này là phở, gọi là phở đá. Ôi, chị giờ đó là thố đá. Đã chưa. Oh wow. Người cái này là bún bò Huế trong thố đá. Nó kiểu cái thố đá vậy nè. Nó xong trụng bún vô muốn để gì giống như tẩm lùi vậy ha. Đó. Đã chưa. Giờ bây giờ mình sẽ ăn thố đá. À, bây giờ mình sẽ để mấy cái bò vô. Bò vô. Úi dồi. Ngon quá. Giống như tả bánh luôn rồi mọi người. Nó bỏ lên rồi, nó đun cho nóng, ừ. Nó đổ nước lên đó. Bún vô. Cái loại bò né vậy á. Làm cái đó miếng nó nóng lên. Vô. Nó làm chín bò xong rồi nó để miếng bò lên đem ra đây đó. Rồi. Rồi. Nó giữ nhiệt mà mấy cái miếng. Hơi đầy ha. Rồi cho vô quách ra luôn mọi người. Hơi đầy á. Ok. Đã nha. Một chanh vô nữa. Nhớ từng tới mọi người qua thì dẫn ngon. Ồ wow. Thơm. Đã. Ngon quá. Quá ngon mọi người. Ồ, quên là đĩa dầu là nhét hết nổi rồi mà đĩa dầu đã quá mọi người. Ồ, rồi. Mời đại gia đình nha. Ngon. Thôi, mình dùng. Bây giờ bán chơi kiểu này đây ơi. Ừ, ngon quá. Giờ mọi người cái này là cái đặc biệt nè, bánh cuốn đặc biệt. Giờ họ có cái này là giống như là chiên nè, xong rồi loại bánh cuốn này bên trong tôm nè, heo nè. Ừ, ngon quá. Ôi trời, mình phải tu nước mắm giống như là kiểu là uống nước nè. Ừ, đã quá. Rồi xíu ớt vô nữa là rồi. Đã ớt nè. Đó. Ừ rồi, bây giờ mình thử bánh cuốn, mình ăn xong bún bò Huế, ngon quá trời bún bò Huế. Bây giờ qua bánh cuốn nha mọi người. À, đã chưa? Chấm lại này.
Ngon lắm. Mềm. Dài. Dừa dặn lắm. Nè, này là heo. Đã quá. Đã quá. Mà không biết bạn cực kỳ thích bánh bún. Ngon. Bánh bún này phải ngon. Nó ngon. Rồi, mình ăn. Mình ra phía trường. Nó giống như tính luôn. Ơi, mọi người ơi, mình ăn no nê quá rồi, mình bể tiếng mình chắc mình làm hết nổi rồi. Chắc mình như vậy mình end video ngay đây nha. Until next time mọi người, bây giờ mình chỉ ra phi trường bay lại New York. Houston, chắc mai mốt mình sẽ trở lại. See you next time. Like, share, subscribe. Love you. Bye. Mọi người coi lại phong cảnh chút xíu nha. Cái này trên Bel Air, cái tiệm lúc nãy là ngày này Brian phải nói khá là ngon đó, cực kỳ ngon. Cứ tới đây ăn nha, kế bên cái chỗ mà bánh cuốn hòa. Cái tiệm mới họ là gọi là Ven bánh mì, ngon lắm. Bye bye.